Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip vào buổi tối thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống Sài Gòn. Ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Điện Biên Phủ, giao cắt với con đường Nguyễn Thượng Hiền. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với quý cô bác anh chị một cái sự kiện ở khu vực quận 3. Đây đang là góc Nguyễn Thượng Hiền cắt với đường Điện Biên Phủ. Và lúc này thì cô chú anh chị thấy đường khá là đông, các phương tiện thì di chuyển chậm, đi qua cái nút giao ngã tư này. Rất nhiều các loại xe đang xếp hàng nối đuôi nhau. Và ngày hôm nay đó thì có một cái điểm mới, đó là khu vực phố Nguyễn Thượng Hiền sẽ khai trương thành cái tuyến phố là phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Thì ở Sài Gòn cũng có khá nhiều tuyến phố ẩm thực, như là tuyến phố ẩm thực Nguyễn Tri Phương ở quận 10, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ, rồi khu phố đi bộ Bùi Viện. Cái khu phố ẩm thực ở trước kỳ đài Quang Trung. Và bây giờ ngày hôm nay, ngày 21 tháng 12 thì chính thức là khai trương cái tuyến phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Bây giờ mình sẽ mời quý cô bác anh chị, chúng ta cùng với Tuấn Dương, chúng ta sẽ đi sang cái khu phố ẩm thực này nhé. Ngày hôm nay thì cấm xe nên là các phương tiện đi qua đây cũng hơi bị bất ngờ một chút. Sẽ có những người hướng dẫn để đi cái lối khác. Đây, khu phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Đây, phía bên ngoài này thì mình thấy có những cái bàn ghế các thứ của bên ban tổ chức. Hiện nay thì chưa thấy khai mạc nha các bạn. Đây, phía ngoài này chắc là đây đang có những cái bàn ghế của bên ban tổ chức này, chuẩn bị khai mạc cái phố đi bộ lễ ra mắt phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Bây giờ mới chỉ là 6 giờ và 15 phút thì có lẽ cỡ khoảng 7 giờ bên ban tổ chức mới bắt đầu khai trương cái sự kiện này. Các quý vị quan khách các thứ đang ngồi để chuẩn bị chờ đến giờ. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng quanh cái khu phố ẩm thực này để chia sẻ với các cô bác anh chị những cái hình ảnh về khu vực phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Thì cái khu phố này ngày xưa là còn một cái gọi là đường ray xe lửa đó. Trước cái năm 1975 thì khu vực này là hành lang xe lửa để đi vào tới ga Hòa Hưng. Và bây giờ người ta có kẻ hai bên là hai cái vạch màu xanh. Thì sau khi mà khai trương xong đó là phương tiện như là xe hơi thì sẽ không được đi vào trong cái khu phố. Còn xe gắn máy thì được đi, cũng như là shipper được đi hai cái hàng giữa. Đây, các phóng viên các thứ đang tác nghiệp này. Bánh mì ốp la chả cả. Mới khai trương là bị dính liền. Dính gì chú? Mới khai trương là bị không cho vô. Không, từ từ lát xíu khai trương xong rồi vô. Vâng. Dạ,
Dạ. Nếu mà xe vô có tiệm thì nói là mới khai trương xong thì cấm xe nên là cũng hơi lo lắng một chút. Sữa Trần Châu Phúc Long. Nhưng mà nếu mà mình thấy là khu này nên cấm xe để hình thành nên cái phố đi bộ thì tốt hơn là xe đi dô. Nếu mà khu này mà thành phố đi bộ để kinh doanh ẩm thực thì khá là ok. Đây, có ông già Noel. Ông già Noel cho quà này. Ồ, đây chả, ông già Noel đi sớm đấy. Ông già Noel đi phát quà cho bà con cô bác. Đây bên này có cả nhà may Hiền làm cả ngày chủ nhật. Thế chị là chủ tiệm may á? Cô cho con hỏi là nếu mà may áo dài bây giờ có lấy bao nhiêu mấy ngày thì lấy ạ? Vâng. Một tuần và giá bao nhiêu tiền thấp nhất ạ? Mà vừa bại mà không có 800. Rồi con cảm ơn. Khoảng một tuần nữa. Nữa. Hơn nữa. 3 tiếng lấy được không ạ? À cô con mình. Con đang kiếm mấy tiệm mà may 3 tiếng. Như ở chợ An Đông này người ta may 3 tiếng là xong. Vâng. Nhưng mà người ta có 15 thợ cơ. Đây nếu mình cô thì hơi lâu. Rồi con cảm ơn. Cô nói là may là 800 mà có mình cô thôi. Thôi bây giờ mình sẽ đưa cô ba anh chị chúng ta đi coi vòng vòng xem ở đây có những cái món gì nhá. Đây là bao dim sum. Bao dim sum cũng là một món ăn thường là mình ăn cái quán của người Hoa nó rất là mắc tiền. Mấy trăm ngàn lận. Đây con bé này bắt đầu chơi. Ôi trời. Rồi, quán ché trộn cô Tám này. Ché trộn. Ché và nem. Nói chung khi mà tạm cấm đường thì các phương tiện ngày đầu cũng hơi bỡ ngỡ một chút. Thứ nhất là chưa biết là để xe ở đâu. Còn cái lối này là các bạn chúng ta có thể đi vào ngôi chợ. Lối này có thể đi vào chợ được. Theo như thông tin thì mình đọc được là mỗi một quán thì sẽ được cấp 2 bộ bàn ghế. Lối bên phải là chúng ta đi vào cái ngôi chợ vườn chuối đó. Đây ngày hôm nay thì khai trương tuyến phố đi bộ nên là chưa có người đi dô. Lát xíu nếu mà thông xe thì mình nghĩ chắc là sẽ có người nhiều người dô. Ở đây có cả mấy quán nướng nữa. Ngon chưa? Đây đu đủ đâm ba khía. Ai chà. Có nhiều món quá. Có mấy bạn Tây đang ngồi ăn này này. Thank you.
là bình yên nhé. Và còn cô bác nem trộn, chè trộn, cơm gà cháo gỏi, xin chào, rất nhiều món ăn. Có em một quán là được phát hai cái bàn để ngồi lên ghế rồi. Bàn này được thuê á? À được thuê. À, một tháng là nhiêu tiền em? Phía trước vì cái khu phố này ngày xưa là đường ray xe lửa đi qua nên nó rất là nhỏ, cái chiều sâu của nhà nhỏ, như vậy sẽ làm tăng cái lượng khách cho các quán. Rồi, cảm ơn em nhé. Đây và kéo dài kết thúc tới phía trước mặt thôi, cái khúc giao lộ Nguyễn Đình Chiểu cắt với đường Nguyễn Thượng Thiện. Bánh tráng trộn, gỏi cuốn, xoài lắc, khá nhiều món. Từ lúc khai trương là bán được không cô? Do là đang cấm đường, chắc cấm xong người ta đi rồi. Bây giờ người mới là còn chưa biết chỗ gửi xe ở đâu á, nên là không đi được đâu, đâu mua được. Dạ. Đúng cái ngày ban đầu khi mà đang cấm đường này thì các phương tiện đi ra đi vô cũng hơi khó. Thì như vậy là có hai cái địa điểm. Một là địa điểm là chúng ta sẽ gửi xe ở phía bên tay phải là khu chợ Vườn Chuối. Hoặc là chúng ta gửi ở khúc khúc chỗ công an quận 3 đó. Đây. Đây, khúc đường này thì cũng khá đông này. Và con cô bác dừng xe ở cái nút giao ngã tư này. Các phương tiện cũng hơi bối rối vỡ lỡ. Trước cổng Vườn Chuối, góc Nguyễn Đình Chiểu cắt với Nguyễn Thượng Hiền.
nha các bạn. Đi theo cùng mấy cái bạn nước ngoài này luôn. Tiệm như là bánh ướt, bánh cuốn 35k cháo ếch Singapore 40k một phần, cháo ếch rồi cơm tấm Thành Đạt 136 Nguyễn Thượng Hiền. Da gà chiên giòn. Rồi món khoai lắc, bánh tráng trộn cuộn. Nói chung là nếu như mà tổ chức ra nhiều cái tuyến phố kiểu như thế này thì nó cũng vui vui. Này có nhận cả sửa quần áo hay dây kéo. Nói chung khúc này thì thấy nó chưa thể vui được như là khu Hồ Thị Kỷ. Các mặt hàng như nem, ché trộn, gỏi khô bò. Khu này khá nhiều những cái món ăn vặt. Thì có thể trong tương lai là khu phố này sẽ mỗi ngày sẽ một đông vui hơn. Bánh tráng trộn này các bạn này, nhìn quá trời luôn. Quay Tây Bắc này các bạn này, cái món này là thấy một số người khá tò mò, khách Tây ấy, khi đã sang là cũng thấy hơi tò mò một chút. Đây, một số nhóm thực khách ngồi ăn luôn. Quay Tây Bắc. Đây một số bạn bên quán lẩu nướng Má Hai này, ngon nhất Nam Kỳ lục tỉnh.
nè. Em ra đi mở đi mà. 200 Nguyễn Thượng Hiền. Lẩu nướng má hai. Xe gắn máy ở đây đi vẫn nhanh quá các bạn ơi, quá lẹ luôn. Nếu mà xe máy đi chậm hơn nữa xíu thì tốt. Rồi các ông bà già trong hẻm cũng dắt nhau ra đi thử dạo phố ẩm thực. Tiêu Thanh Hải, 255 Nguyễn Thượng Hiền. Phía đằng kia thì bên ban tổ chức vẫn đang chuẩn bị làm lễ khai trương. Đây, các tiệm nail này, tóc và nail. Nói chung là phải đợi một chút nữa các bạn. Khi nào mà thông xe cho mọi người, cho các xe đi lại dễ thoải mái đó thì chú. Nhà chú không bán gì à? Chưa bán à? Không thì cho mướn à? Ủa, để biển cho thuê nhà là chú để biển cho thuê à? À, à. Ngày xưa đây đường ray xe lửa đi qua đúng không chú? Vâng. Nhà chú là được bao nhiêu mét chú? Chiều ngang được 2 mét không ạ? Còn sâu được 5 mét không chú? 4 mét mấy. 1, 2, 3, 4, 5 lầu. Có 3, 3, 3 mét rưỡi à. À,
3:30 mà nhìn này nhìn trông tưởng chào chú ạ. Em chả trẻ trên bảng xếp hạng top 20 khu phố tuyệt vời nhất thế giới. Theo đó, quận 3 được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu mến với các di tích lịch sử, công trình văn hóa kiến trúc lâu đời như chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Cho Ta Đang Xây, nhà thờ Tân Định hay còn gọi là nhà thờ màu hồng với màu sắc bắt mắt, hồ con rùa, bảo tàng chứng tích chiến tranh và đặc biệt là khu phố ẩm thực trên đường Nguyễn Thượng Hiền đã thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan mỗi ngày. Việc phát triển hoạt động ẩm thực đường phố là xu thế hiện nay phù hợp với sự phát triển kinh tế và du lịch, đặc biệt ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Qua đó cũng giới thiệu văn hóa, phong tục tập quán của người dân địa phương đến các quốc gia trên toàn thế giới. Hòa cùng không khí của cả nước, mừng xuân Quý Mão, mừng Đảng Quang Vinh, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023. Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, được sự quan tâm hỗ trợ của thành phố, ủy ban nhân dân, và xin trân trọng được giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng được giới thiệu ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình lễ ra mắt tuyến sự kiện ngày hôm nay có sự tham dự của các quận tại thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Vương Thanh Liễu, Phó Trung Ban Dân quận 6. Xin trân trọng được giới thiệu có bà Trương Thị Cát Trâm, Phó Tổng Ban Dân quận 11. Về phía lãnh đạo quận 3, xin trân trọng được giới thiệu có sự hiện diện của ông Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên Bí thư Quận ủy quận 3. Xin trân trọng được giới thiệu có sự hiện diện của ông Võ Văn Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3. Xin trân trọng được giới thiệu có bà Phạm Thị Thúy Hằng, Quận ủy viên, Phó tỉnh Ủy ban nhân dân quận 3. Cùng các ông bà lãnh đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân, các phòng ban đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường về tham dự lễ ngày hôm nay. Về phía địa phương phường 4, xin trân trọng được giới thiệu có bà Hà Thị Thu Hiền, quận ủy viên, bí thư đảng ủy phường 4 quận 3. Thưa các cô bác anh chị, bây giờ thì bên ban tổ chức đang làm lễ khai mạc, thì mình sẽ mời cô bác anh chị chúng ta cùng dạo bộ một vòng để coi xem là cái khu phố này bán cái gì. Nói chung là hồi nãy thì cũng có đi rồi nhưng mà đi chưa có kỹ nên là chưa có coi kỹ, thì bây giờ mình sẽ đi quay một lượt trà dâu bà chế này, cô Nga, bánh mì chả cá, ốp nem chả. Các cái quán cà phê cũng có một số bàn, một số gia đình bỏ bàn ra phía bên ngoài để ngồi. À,
Nói chung là nếu mà cảnh như thế này thì mình thấy rất là yên bình. Nó giống như là cái kiểu nhịp sống chậm ở ngoài Hà Nội đó. Còn nếu mà để xe gắn máy mà cứ chạy tới chạy lui như này thì mình thấy nó có cái gì đấy nó hơi nhanh, hơi xô bồ một chút. Còn nếu mà chỉ có người đi bộ thôi thì mình nghĩ rằng là sẽ hay hơn. Tức là không có xe chạy ra chạy vô, nhưng mà nếu mà không có xe chạy ra chạy vô thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc buôn bán của bà con cô bác. Đó là những cái anh shipper, những anh giao hàng đó, nếu mà phải để xe bên ngoài vào lấy hàng thì chắc là sẽ khó thực hiện. Thì thôi cứ từ từ, từng bước một làm rồi rút kinh nghiệm rồi hoàn thiện dần. Đây một quán giảm 50% này. Nhìn thấy cũng đã có mấy bạn trẻ dừng lại pin chi nhánh từ 2008. Thực ra thì bà con cô bác có thể đi cái tuyến phố khác để mà không cần phải đi qua phố Nguyễn Thượng Hiền này. Nên theo ý kiến cá nhân của mình, nếu mà trở thành cái tuyến phố mà đi bộ phần 100% thì sẽ ok hơn. Nhưng mà nó cũng sẽ phần nào ảnh hưởng tới việc mà các cái tiệm mà có cái dịch vụ giao hàng ship đồ. Là thuê thêm căn này hai vợ chồng ở. Thuê thêm căn này hai vợ chồng ở à? Bán đắt không? Trời, mới bán mấy tháng rồi mua thêm căn nhà nữa rồi à? Đây cũng có mấy bạn ngồi ăn bánh tráng này nè. Đây cái quán này có lẽ là đông nhất ở khu phố này các bạn ơi. Giá chỉ từ 15.000 cho một phần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cỡ khoảng gần 20 người. Rồi. Quá trời đông luôn nè. Che lại, che lại. Đó. Có quán này khi là vui nhất này các bạn này. Đồng giá. Đây như hôm nay là bán đồng giá bán 8.000 thôi. Ủa em hôm nay đồng giá 8.000 à? Dạ đúng rồi. Hèn chi đông quá trời luôn này. Bình thường là quán bán 15.000 nhưng mà hôm nay nhân lễ khai trương bán giá là 8.000 thôi các bạn nhé. Hello. Xin chào. Này nó là
8.000 thôi nên là nguyên khu phố xếp hàng. À, Đài Loan. Rồi, hy vọng là quán cứ khuyến mại một tháng cho bà con uống. Hiện nay thưa cô bác anh chị, theo cái quy định của bên ban tổ chức đó là vào buổi chiều đó thì từ cái vạch xanh này trở vào trong đó, cỡ khoảng sau 19 giờ thì mọi người sẽ được bày bàn ra, còn con đường này thì sẽ cấm xe hơi và chỉ xe gắn máy shipper được chạy tới chạy lui thôi. Đây có quán là Lạc Viên Lẩu Ly. Lẩu ly, ăn lẩu nhưng mà không phải ăn trong chén mà giờ cho vô trong ly nhé. Lẩu ly ăn vặt. Ai muốn ăn cái món gì thì ta sẽ cho vô trong cái ly, món lẩu ly. Bà chưa bán gì hả bà? Trong tương lai bán gì không bà? Không luôn, nghỉ, cho thuê. Gà ta Tường Vi 154 Nguyễn Thượng Hiền. Tặng bóng bay. Anh em một phần này là nhiêu tiền đấy anh? Một phần này nếu bán là nhiêu tiền được anh? 19.000. 19.000. Khuyến mại từ giờ tới 31. À, khuyến mại từ giờ tới 31. 19.000. Nhìn ngon quá. Cỡ chưa tới 1 đô la nha các bạn là có một phần. Rồi, nem chế trộn 50.000 cho một phần.
dụng từ hôm nay đến hết ngày 31/12 vào lúc 18 giờ đến ngày hôm nay ghé qua thưởng thức đi nhé. Giá chỉ từ 19.000, giá rất hấp dẫn nha các bạn. May cho khách đi đường, đặc biệt là các cháu nhỏ. Các bạn thấy cái khu phố đi bộ này. Đấy, một bạn chó cũng ngồi nhậu cùng với gia đình. Khúc phố Nguyễn Thượng Hiền thì còn kéo dài đến hết Nguyễn Thị Minh Khai nha các bạn. Đây chúng ta có thể giữ xe ở phía bên ngoài khúc cổng chợ Vườn Chuối. Khu vực này cũng có rất là nhiều những các cái món ăn, món nướng. Mặt trước của chợ Vườn Chuối. Các phóng viên tới hôm nay thì lượng xe gửi đây mình thấy là chưa có nhiều. Các gian hàng bán bánh kẹo. Yến. Rồi, chào mấy cô. Dạ. À, quà Tết trước cổng chợ Vườn Chuối. À. Hàng chất lượng, có sao gói vô vậy? Không có gói sẵn, có sợ là quá đáng. Dạ. Chứ không có chơi bánh giả, bánh trong cái dịp Tết ra nha. Vâng. Người ta một giỏ quà của người ta là chỉ có 3 phần là quà tốt và đẹp thôi. Vâng. Còn bao nhiêu là quà giả, quà giỡn. Còn mình ở đây là hàng chất lượng cao. Hàng chất lượng cao. Hàng chất lượng cao. Vâng. Tiêu chuẩn quốc tế và giá Việt Nam đúng không? Mềm luôn. Vâng. Chất lượng quốc tế mà giá rất là Việt Nam. Đúng rồi, vâng. Ok. Dạ, là bán thương hiệu là có uy tín là đều tốt. Dạ, dạ. Và cảm ơn cô. Rồi, qua. Qua bên đây còn có những cái giỏ quà shop trái cây đồ hộp này. Đồ ăn nhìn ngon chưa? Trái cây còn có giỏ này. Ồ, 800, triệu 3, triệu 3, triệu 2. Giỏ quà cherry Úc, sầu riêng. Ồ, trái cây đồ hộp nhìn rất là ngon nhé. Đó, trái cây máng cầu na này, xoài, cam, dưa lưới. Đây các bạn ơi, trong những cái con hẻm này ở khu vực quận 3 này, buổi tối thì cũng bán khá nhiều thứ. Bánh ngọt. Rồi,
Đây, mời cô bác anh chị chúng ta cùng đi. Đây là hẻm số 18 Vườn Chuối. Khu phố này nó buổi tối thì cũng có nhiều quán ăn như quán chay Vạn Ân này, trà và bánh. Ban ngày thì sẽ đông vui hơn. Quán bún bò, một số xe ráp. Đi thẳng thì chúng ta sẽ gặp con đường Vườn Chuối. Cuộc sống trong những con hẻm Sài Gòn. Đây cũng là một cái hẻm nữa này các bạn này, song song với cái đường Vườn Chuối. Mình sẽ đi ra con đường Vườn Chuối để cô bác anh chị chúng ta dễ hình dung nhé. Lối này là chúng ta sẽ đi vào khu cư xá Đô Thành. Hướng này là sẽ đi ra Nguyễn Đình Chiểu này các bạn. Đây như là đường số 1, khu lối vào khu cư xá Đô Thành. Đây chúng ta đang có mặt trên con đường Vườn Chuối. Trước cũng có một tiệm là tiệm Dương Sử, chuyên thêu, kết cường, kết đá pha lê, số 30 Vườn Chuối, chuyên những các cái mẫu áo dài. Nhưng mà thường đối với những nhà may áo dài như vậy ấy, thì cái chi phí nó sẽ mắc, nó mắc hơn là ở những các cái khu chợ mà Tuấn Dương từng giới thiệu. Đây chúng ta sẽ tiếp tục đi vào khúc chợ Vườn Chuối nhé. Đây các bạn nhìn này, trên một cái bức tường này rất là nhiều những các cái chữ cho vay tiền. Khi mà cuộc sống có khó khăn ấy, thì nhiều người tìm cách là mượn tiền từ những các cái dịch vụ vay tiền này. Đây một lớp là lớp này chắc là học ôn, giống như là một lớp dạy phụ đạo của các thầy cô ở nhà. Chỗ này quá trời lớp. Ban ngày đi thì rất là nhộn nhịp, nhưng mà buổi tối thì cô chú anh chị thấy khá yên tĩnh. Hẻm này sẽ đi thẳng ra khúc chợ Vườn Chuối. Ban ngày thì buôn bán rất là sầm uất, nhưng mà buổi đêm thì hơi vắng.
thái chả cá. Các sạp này buổi tối đóng cửa hết. Lối này là sẽ đi thẳng ra phía trước của chợ. Ở phía bên trong thì đóng cửa hết rồi. Rồi chúng ta sẽ đi cái phía bên ngoài này nhé các bạn. Nếu mà cái khu nằm giữa lối hai nhà dân ấy, thì người ta bật đèn nó sáng hơn. Quán nhậu khá là vui. Ồ, khúc này các bạn nhìn thấy đèn đuốc là nhìn rất là đẹp. Có nhiều quán ăn, nuôi sào bò, mì hải sản, ốc lan. Đấy, ốc lan, ốc sào bò. Nhìn rất là đông vui nhé. Cô này còn kết đèn này, nhìn đẹp quá. Giờ trong các con hẻm này thì người dân cũng gắn camera an ninh, nên cái việc trộm cắp phần nào nó cũng bớt đi. Nói chung là truy xuất được, biết ai là người ăn trộm. Đây một số những cái tuyến đường khác này, người dân cũng răng đèn màu khá đẹp. À, buổi tối nhiều nhà thì vẫn còn để xe gắn máy ở bên ngoài. Đây, 46/41/24 đường chợ Vườn Chuối. À, vào những cái con hẻm sâu này các bạn thì xe hơi chắc chắn là không thể đi được rồi, vào nó vướng víu chỗ nọ chỗ kia. Còn xe gắn máy hoặc xe ba gác thì có thể đi được thoải mái. Đây chúng ta sẽ tiếp tục đi hướng về phía chợ Vườn Chuối. Đây các khu sạp trong chợ này. Giờ này thì tiểu thương nghỉ hết rồi. Tầm khoảng 4-5 giờ sáng thì bắt đầu lại buôn một cái ngày buôn bán mới. Ta lại quay ra con đường Nguyễn Thượng Hiền nha các bạn. Ai biết tưởng nó chưa ăn gì nó kêu nó xuống. Giờ có vẻ đông vui hơn. Này chắc là ban tổ chức cũng khai mạc xong rồi.